Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi video giới thiệu về Hyundai Santa Fe phiên bản nâng cấp 2021. Ngày hôm nay thực sự tôi rất là vui mừng và phấn khích khi là một trong những người Việt Nam đầu tiên được chiêm ngưỡng cũng như là trải nghiệm mẫu xe này. Quý vị theo dõi trên truyền thông vừa qua có thể thấy được sức nóng, sức hấp dẫn của mẫu xe này khi cả thị trường dường như đang thấp thỏm chờ đợi về sự xuất hiện chính thức của một mẫu xe tràn ngập những điều mới mẻ, những công nghệ tối tân hàng đầu trong phân khúc. Và ngay sau đây chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem mẫu xe này có điểm gì mới và cùng đi tìm lời giải về sự thành công của Hyundai Santa Fe trong suốt thời gian vừa qua. Xin kính mời quý vị. Santa Fe có thể nói là mẫu xe mang tính biểu tượng của Hyundai, là lời khẳng định của Hyundai về chất lượng như đẳng cấp so với những thương hiệu xe lâu đời trên thế giới khác. Còn tại Việt Nam, Santa Fe đã thay đổi rất là nhiều những quan niệm của khách hàng về một thương hiệu xe Hàn Quốc, đặc biệt là khi mẫu xe này chính thức được sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam vào cuối năm 2014. Mẫu Santa Fe đứng cạnh tôi đây là thế hệ thứ tư mà cũng chính tại khuôn viên này, sân gốp Hoàng gia của tập đoàn Thành Công tôi đã giới thiệu tới quý vị và các bạn vào khoảng tháng 1 năm 2019. Nếu quý vị theo dõi trên truyền thông thì có thể thấy được sự thành công của mẫu xe này trong năm 2020 khi Santa Fe trở thành mẫu SUV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường với doanh số bán là 11.425 xe, và những con số đó phần nào cũng thể hiện được sự yêu mến, yêu thích của khách hàng dành cho mẫu xe này. Ở phiên bản mới này, New Santa Fe được trang bị hệ thống khung gầm hoàn toàn mới, đồng thời tạo hình về thiết kế theo xu hướng lớn hơn, mạnh mẽ và sang trọng hơn. New Santa Fe dài hơn 15mm, rộng hơn 10mm so với phiên bản trước, với kích thước dài rộng cao tương ứng là 4.785mm, 1.900mm và 1.685mm. Chiều dài cơ sở của xe được giữ ở mức 2.765mm, đem đến một không gian rộng rãi hơn cho hành khách. Xe sở hữu khoảng sáng gầm xe 185mm, gấp tiếp cận trước đạt 18,5 độ và gấp thoát sau đạt 21,2 độ. Giúp xe có thể vượt qua các địa hình khó khăn một cách dễ dàng hơn. Về thiết kế ngoại thất, chiếc xe mang xu hướng cơ bắp hơn với lưới tản nhiệt mạ chrome tạo hình lục giác sang trọng. Điểm nhấn là bộ đèn định vị chạy ban ngày Daytime Running Light tạo hình T-shape nổi bật, làm nên nét sang trọng đẳng cấp cho mẫu xe. Cụm đèn pha New Santa Fe được thiết kế đặt ngang và cao hơn so với cách đặt dọc và thấp của bản tiền nhiệm. Xe sử dụng hệ thống chiếu sáng Full LED tích hợp công nghệ Adaptive LED thích ứng tự động, đem tới khả năng chiếu sáng thông minh và hiệu quả. Mẫu SUV của Hyundai cũng trở nên cứng cáp, khớp cạnh hơn nhờ nhiều đường nét chạm trổ ở đầu xe hay phần vòm bánh xe lồi ra rõ rệt, vuông vức hơn. Như thường lệ, phần đuôi xe là nơi Hyundai trình diễn công nghệ LED 3D với khả năng hiển thị ấn tượng và có chiều sâu. Phiên bản này được bổ sung thêm viền đèn chạy ngang khoang hành lý, nối liền cụm đèn hậu mang phong cách thời thượng. La răng xe có hai lựa chọn 18 và 19 inch, được tạo hình đẹp mắt cũng như đem đến hiệu ứng thị giác ấn tượng khi xe di chuyển. Thưa quý vị, New Santa Fe được trang bị tính năng Smart Trunk, mở cốp thông minh trên tất cả các phiên bản. Với tính năng này thì khi chúng ta đã sẵn sàng chìa khóa ở trong túi quần, tiến lại gần sau xe, cốp xe sẽ tự động mở ra và chúng ta dễ dàng mang vác đồ cho vào trong xe một cách rất là thuận tiện và thoải mái. Cùng với chìa khóa thông minh này, chúng ta có thể khởi động xe từ xa bằng cách giữ nút hold ở trên chìa khóa. Đó, quý vị có thể thấy xe đã được khởi động và chúng ta cùng chờ trong giây lát để xe được làm mát và chúng ta sẽ cùng khám phá những nội thất cao cấp bậc nhất của New Santa Fe. Hyundai Santa Fe thế hệ mới sở hữu một không gian nội thất sang trọng với các đường gân mạnh mẽ tạo thành kết cấu khung vòm liền mạch cho khoang lái. Nguyên lý thiết kế nội thất HMI Human Machine Interface tiếp tục được áp dụng và nâng lên một tầm cao mới, giúp Santa Fe sở hữu không gian nội thất đẳng cấp, tiện nghi nhưng vẫn hoàn toàn dễ sử dụng nhất trong phân khúc. Điểm nhấn của chiếc xe là màn hình cảm ứng trung tâm 10,25 inch được thiết kế mới dạng Fly Monitor, màn hình hỗ trợ Android Auto, Apple CarPlay, bản đồ định vị dẫn đường vệ tinh dành riêng cho thị trường Việt Nam cùng các kết nối giải trí quen thuộc như Bluetooth, radio FM, AM, AUX, USB, hỗ trợ file đa định dạng. Đặc biệt, màn hình hỗ trợ hiển thị camera 360 SVM giúp tăng cường khả năng quan sát khi dừng đỗ. Bên cạnh đó, hệ thống 10 loa Harman Kardon cùng âm ly rời hỗ trợ giải mã âm thanh chất lượng cao đi kèm công nghệ Clarify and Quantum Logic độc quyền đem đến trải nghiệm high-end ngay trên xe. Bảng đồng hồ trung tâm là màn hình điện tử toàn phần Full Digital 12,35 inch,
Tùy theo chế độ lái mà cụm đồng hồ này có thể hiển thị theo nhiều màu sắc khác nhau. Đồng hồ này có thể tùy biến, đồng thời tích hợp tính năng giám sát điểm mù BVM. Đặt phía trước cụm đồng hồ là hiển thị thông tin lên kính lái HUD, Head-Up Display, hiển thị chi tiết các thông tin hữu ích như tốc độ hiện tại, giới hạn tốc độ, cảnh báo, v.v. Một điểm nhấn trong hệ thống vận hành có lẽ nằm ở cần số dạng nút bấm. Thay thế cho cần số truyền thống trước đây gạt lên xuống thì giờ đây chúng ta chỉ việc nhấn nút để thay đổi các chế độ vận hành. Với cách thiết kế này thì không gian nội thất sẽ trở nên rộng rãi và thoáng đãng hơn. Đi kèm với cần số dạng nút bấm thì tính năng Drive Mode cũng được thay đổi cách thức điều khiển. Chúng ta chỉ việc xoay núm trung tâm, chuyển các chế độ Comfort, Eco, Sport và Smart. 4 chế độ tương ứng với độ nặng nhẹ của vô lăng, độ nhạy của chân ga, tốc độ chuyển số hay tỷ lệ phân bổ trước sau của chuyển động. Đi kèm với 4 chế độ thay đổi màn hình công tơ mét đáp ứng tối đa những cái nhu cầu cảm xúc khác nhau của người lái. Cùng với đó một điểm nhấn nữa, đối với những phiên bản máy dầu 2.2 lít và dẫn động 4 bánh đó là 3 chế độ chạy địa hình khác nhau. Đó là chế độ chạy trên tuyết, chạy bùn lầy và chạy trên cát. 3 chế độ này sẽ tác động vào vận hành của động cơ, hộp số, bộ vi sai trung tâm cũng như hệ thống phanh để đáp ứng tối đa những cái nhu cầu vượt qua những địa hình trên tất cả những cung đường di chuyển. Vật liệu da cao cấp tiếp tục được sử dụng trên New Santa Fe có chất lượng hoàn thiện cao, đặc biệt những chi tiết ốp nhựa tạo hình giả da ở cánh cửa làm tăng thêm vẻ cao cấp cho xe. Xe được trang bị đèn trang trí ambient LED đổi màu theo sở thích, tâm trạng của chủ xe. Các trang bị này thường chỉ xuất hiện trên các xe hạng sang. Xe vẫn được trang bị các nút bấm điều chỉnh hàng ghế thứ 2 và thứ 3. Điều hòa trên xe là loại tự động hai vùng độc lập. Riêng hàng ghế thứ 3 được trang bị dàn lạnh phụ độc lập, giúp người ngồi có thể điều chỉnh được mức độ làm mát mà không bị phụ thuộc vào hệ thống điều hòa chính. Hyundai Santa Fe thế hệ mới tiếp tục được duy trì và nâng cấp những tiện nghi cao cấp như cửa sổ trời toàn cảnh panorama, sạc không dây chuẩn QI, hệ thống ghế chỉnh điện và nhớ ghế, hệ thống sấy vô lăng, sấy và thông gió hàng ghế trước, lẫy chuyển số vô lăng, gạt mưa tự động, kính trước chống mù và chống đọng nước tự động, cổng sạc hiệu suất cao trên các hàng ghế, phanh tay điện tử EPB, giữ phanh tự động Auto Hold, v.v. đem đến một không gian sang trọng và tiện ích trên khắp các vị trí. Thưa quý vị, cũng như các phiên bản trước thì New Santa Fe được Hyundai đưa vào hai lựa chọn động cơ là động cơ xăng và động cơ dầu. Ở đây là động cơ xăng 2.5 lít Smart Trim Theta 3 cho công suất cực đại lên tới 180 mã lực tại vòng tua 6.000 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại là 232 Nm. Một vài điểm mới trên động cơ này chính là việc Hyundai đã giảm trọng lượng xuống 18kg so với động cơ 2.4 trước đây. Bên cạnh đó thì tỷ số nén của động cơ cũng được giảm từ 11.3 xuống 10.5. Đi kèm với động cơ này là hộp số tự động 6 cấp Shiftronic với rất nhiều những cải tiến, mang đến một cái khả năng vận hành mượt mà, êm ái cũng như là tiết kiệm nhiên liệu. Và lựa chọn thứ hai là động cơ dầu 2.2 lít Smart Trim. Động cơ này cho công suất cực đại lên tới 202 mã lực cũng như mô men xoắn cực đại là 441 Nm. Thoạt nhìn những thông số vừa rồi chúng ta có thể lầm tưởng đây là động cơ trên phiên bản trước. Tuy nhiên thì có rất là nhiều điểm mới trên động cơ này. Chúng ta có thể kể đến là dung tích của động cơ đã được giảm bớt 46cc. Cùng với đó là khối lượng của động cơ đã được giảm thêm 38kg nhờ vào việc thân máy được làm bằng gang graphite cũng như là nắp máy được làm bằng nhôm cường lực. Bên cạnh đó với việc tối ưu hệ thống trục cam đã giúp cho Santa Fe giảm được độ rung, độ ồn cũng như là tăng cường cái khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Đi kèm với động cơ 2.2 lít Smart Trim này là hộp số tự động 8 cấp ly hợp kép ướt với khả năng tăng cường độ xoắn thêm 58%, giúp cho động cơ cũng như hộp số vận hành bền bỉ và mượt mà hơn. Như vậy với hai động cơ Smart Trim mới cũng như hệ thống truyền động đã được tối ưu, tôi tin tưởng rằng New Santa Fe sẽ mang đến những trải nghiệm mới, những khoảng thời gian thực sự thú vị và hấp dẫn sau vô lăng trên tất cả những hành trình trải nghiệm và khám phá của quý vị. Kính thưa quý vị, Hyundai Santa Fe được biết đến là một mẫu xe với rất là nhiều những tính năng, những option cao cấp, đặc biệt là những hệ thống an toàn được đánh giá là hàng đầu trong phân khúc. Thì với New Santa Fe chắc hẳn khách hàng sẽ phải mất rất là nhiều thời gian để có thể nhớ, để có thể trải nghiệm được tất cả những tính năng này. Hyundai Santa Fe phiên bản mới tiếp tục được duy trì các công nghệ an toàn vượt trội, hệ thống chống bó cứng phanh ABS,
hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, hệ thống phân bổ lực phanh EBD, hệ thống kiểm soát lực kéo TCS, hệ thống ổn định chống trượt thân xe VSM, hệ thống cân bằng điện tử ESC, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC, hệ thống hỗ trợ xuống dốc DBC, hệ thống cảnh báo điểm mù BCV, hệ thống cảnh báo lùi phương tiện cắt ngang RCCA, hệ thống khóa an toàn thông minh SEA, hệ thống cảnh báo người ngồi hàng ghế sau ROA, hệ thống cảm biến áp suất lốp TPMS, hệ thống chống trộm Immobilizer, hệ thống an toàn 6 túi khí. Đáng chú ý trên New Santa Fe chính là gói công nghệ an toàn Smart Sense với nhiều tính năng mới. Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường LFA. LFA sử dụng camera quan sát phía trước, từ các dữ liệu thu thập được sẽ tác động đến vô lăng, giúp xe giữ đúng làn vận hành, tránh gây nguy hiểm đến các phương tiện xung quanh. Đèn pha thích ứng Adaptive High Beam AHB. Với công nghệ này, nhờ sử dụng hệ thống camera quét liên tục, khi xe đang bật chế độ pha và di chuyển gặp xe chạy ngược chiều, đèn sẽ tự động hạ thấp vùng sáng, tránh gây chói mắt cho phương tiện. Khi xe ngược chiều đi qua, đèn pha sẽ tự động bật trở lại, tăng cường khả năng chiếu sáng cho xe. Hệ thống giám sát và phòng tránh va chạm điểm mù BVM và BCA. Hệ thống này là sự nâng cấp và bổ sung cho cảnh báo điểm mù BCV. Bên cạnh radar, hệ thống này sử dụng hai camera góc rộng để nâng tầm quan sát cho lái xe. Khi người lái bật xi nhan để rẽ hoặc vượt, hình ảnh điểm mù phía xi nhan sẽ hiển thị ở trên màn hình odo của xe, giúp phát hiện vật thể tránh va chạm. Trong trường hợp cần thiết, BCA sẽ can thiệp để xe có thể phanh để tránh nguy hiểm. Hệ thống phòng tránh va chạm với người đi bộ. Hệ thống này hoạt động camera gắn ở phía trước xe. Khi hoạt động, hệ thống sẽ nhận dạng người đi bộ, và nếu người đi bộ nằm trong phạm vi nguy hiểm, hệ thống sẽ cảnh báo và có tác động đến hệ thống phanh để giảm tốc độ, tránh va chạm. Hệ thống này hoạt động khi xe di chuyển trên 20 km/h và dưới 64 km/h. Hệ thống hỗ trợ đỗ phanh chủ động. Khi xe đang trong trạng thái di chuyển, người lái có tác động đến phanh khiến xe dừng hẳn và mở cửa bước ra ngoài mà chưa chuyển sang chế độ số P, hộp số điện tử sẽ tự can thiệp đưa xe về trạng thái đỗ xe và tự động cài phanh tay điện tử. Kính thưa quý vị, New Santa Fe có thể nói là sự tổng hòa của một thiết kế sang trọng lịch lãm, một nội thất đẳng cấp tiện nghi cũng như là thân thiện với người sử dụng, một khả năng vận hành bền bỉ và mạnh mẽ, cũng như hệ thống an toàn hàng đầu trong phân khúc. New Santa Fe được sản xuất và phân phối tại Việt Nam với 6 phiên bản khác nhau cũng như 6 màu sắc bao gồm đen, trắng, đỏ, bạc, vàng cát và xanh nước biển. Tất cả các phiên bản đều được bảo hành 5 năm hoặc 100.000 km tùy theo chế độ nào đến trước. Hiện tại tất cả các phiên bản đều có mặt ở trên hệ thống đại lý Hyundai trên cả nước để sẵn sàng chào đón toàn thể quý vị đến xem và trải nghiệm. Xin chúc quý vị có những khoảng thời gian thực sự thú vị cùng New Santa Fe, cũng như lựa chọn được cho bản thân một mẫu xe phù hợp với công việc cũng như là gia đình. Xin chào và hẹn gặp lại!